Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Coventry và câu lạc bộ Stoke City. Đây là trận đấu thuộc giải hạng nhất Anh và sẽ được diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 26 tháng 1. Với trận đấu này, Coventry sẽ tiếp đón Stoke City trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì đội chủ nhà Coventry sẽ chấp Stoke City với mức kèo là 0,25, mức kèo phải tăng 0,5 và hạ xuống đồng banh. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, các bạn cho mình xin một like video và một subscribe kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Coventry và Stoke City. Coventry thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Stoke City. 5 trận thi đấu gần nhất của Coventry thì họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Stoke City thì họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Stoke City trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Stoke City họ cũng không thua kém gì Coventry là mấy đâu. Thứ hai là thì nếu như trận đấu này mà hai đội có hòa nhau, chúng ta chọn cửa Stoke City chúng ta vẫn thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu thì mặc dù cái thành tích ở đầu đang nghiêng về Coventry, nhưng mà cái phong độ thời gian ở đây của Stoke City thì cũng đang khá là ngang ngửa với Coventry. Đặc biệt là mình để ý là thấy trong vòng 10 trận đối đầu gần đây thì những lần mà Stoke City đến làm khách trên sân của Coventry thì họ chỉ thua đúng một trận mà thôi, còn lại 9 trận còn lại toàn là thắng với hòa mà thôi. Thì mình nghĩ là cái có thể là lịch sử này sẽ lặp lại một lần nữa, là Stoke City một lần nữa sẽ không thua Coventry đâu. Cho bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội khách Stoke City được chấp đồng nữa, mình sẽ là sáng cho bạn. Mức tài xỉu cho đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Thì những lần mà hai đội gặp nhau trên sân của Coventry thì cũng không nhiều bàn thắng được ghi. Mình dự đoán cho đấu này hai đội hòa nhau với số đó một đều hoặc là không đều, hoặc là cũng có thể là 1-0 nhưng mà cho sắp. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đá cửa xỉu cho đấu này. Nếu như có đâm một bàn rồi thì các bạn có thể là ưu tiên đánh xỉu mạnh cũng được. Mức hiệp 1 thì cái mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là một trái. Hiệp 1 thì mình khuyên các bạn nên lựa kèo Stoke City được chấp đồng nữa mà các bạn đá, tại vì mặc dù cái mức tỷ lệ thắng nó cũng khá thấp nhưng mà có đỡ hơn không, và các bạn có thể là canh tài nó hạ xuống khoảng nửa trái thì bạn hả vào. Thường thì 5 lần chạm trán gần đây của hai đội thì hiệp 1 á thì Stoke City hay có bàn thắng vào lưới của Coventry lắm, cho nên là có thể là đá sốc hiệp 1 cũng khá thơm. Và tóm lại cho đó khuyên các bạn chọn sốc, và các bạn đá xỉu hiệp 1 chọn sốc và canh tài hạ thì vào. Và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.